Để bố trí cốt chủ cho răng móng, chúng ta sẽ tạo ra một cái vết mà cắt chi tiết qua cái răng móng này. Các bạn vào thẻ View, ô Create Section và lưu ý nhé, trong ô Type Selector chọn Details để cắt qua các cấu kiện nhỏ. Tôi sẽ đặt vết mà cắt sao cho nhìn thấy được cả một cái cốt đai. Các bạn nhớ điều đó nhé. Rồi hướng và nhìn về hướng bên trái. Ok. Vết mà cắt mà chúng ta vừa chọn ấy, nó là dạng Detail View nên tại đây nó không nằm ở trong cái thư mục Section nữa, mà nó nằm trong cái thư mục là Detail View, các khung nhìn chi tiết. Các bạn nhấp đúp chuột vào đây ạ. Đổi thằng này sang tỷ lệ 1:10. Chế độ là Fine là chi tiết luôn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này để bố trí cốt thép. Các bạn lưu ý này, khi chúng ta tạo ra một cắt này, các bạn đổi tên ngay nhé, rename. Các bạn đặt tên là GB Great Beam là răng móng trục 1. Thẻ Structure, ô Reinforcement, chọn câu lệnh Rebar. Đầu tiên này, phải đổi dạng thanh thép đã về loại thẳng đét M00 đi. Sau đó các bạn đổi sang đường kính, giả sử tôi chọn ở đây là D25 chẳng hạn. Chúng ta đang ở mặt cắt đi qua răng móng nên các bạn phải đổi về Current Work Plane thì nó sẽ nhận đối tượng chủ ngay lập tức. Sau đó chọn là Perpendicular to Cover, vuông góc với mặt phẳng làm việc. Tôi đặt một thanh này, hai thanh này. Các bạn chọn thanh này, Single. Các bạn chọn là Fixed Number, đổi thành 3 thanh cho tôi ạ. Tương tự như vậy cho thanh ở dưới, các bạn cũng để về Fixed Number để 3 thanh. Chúng ta cùng sang cái mặt cắt dọc dầm Section 01 Grid này để quan sát xem cái cốt thép vừa rồi mà chúng ta bố trí nó đang đi thế nào. Anh Huy ơi, cái cốt thép vừa rồi ấy, nó đang dừng ở vị trí mà không đúng như mình mong muốn rồi. Ví dụ các bạn đây quan sát nha. Tôi sẽ kéo chuột vào cái điểm này sao cho nó dừng lại tại nét đứt màu xanh biển này. Tương tự như vậy cho cái lớp cốt thép ở phía dưới. Đối với bộ cốt thép ở lớp trên này, tôi chọn 3 thanh cốt thép này. Và các bạn để ý nhé, hook SN có uốn móc ở cuối không, tôi sẽ chọn uốn móc 90 độ. Tương tự như vậy cho hook S start là có uốn móc ở đầu không là 90, apply. Như vậy là chỉ có cốt thép ở lớp trên là tôi uốn móc 90 thôi, còn cốt thép ở lớp dưới là giải phẳng. Như vậy chúng ta vừa bố trí xong cốt thép chủ cho răng móng bằng cách sử dụng các công cụ như là tạo ra một cái mặt cắt chi tiết Detail View này, và sau đó là sử dụng câu lệnh Rebar như bình thường thôi. Các bạn lưu ý nhé, khi mà chúng ta bố trí cốt thép chủ nên chọn sang cái loại hình dạng mà nó phù hợp trước. Có một số bạn hay gặp cái lỗi là đang để hình dạng thanh là uốn cốt đài này, tự nhiên vạch một cái đổi sang loại phi ba mấy thì Revit nó sẽ báo lỗi ngay lập tức, bởi vì là nó không thể uốn được cái góc 90 độ cho với những loại cốt thép như vậy đâu.